Hi xin chào chị là Top Nami TV. Các em xem video clip này thấy hay cho chị xin một like, share, subscribe nha. Cảm ơn các em rất nhiều. Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen. Đường thì tôi chơi vơi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đi, mi đã thôi về. Chờ chờ cho em về, vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ thương lại nhìn em thoáng qua, hà ơi đừng trôi mãi mặc để em với tôi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu. Top Nami TV.